Bài ví dụ 10. Bắn lần lượt 10 viên đạn vào một cái bia. Khả năng đạn trúng bia trong mỗi lần bắn là 0,8. Câu A. Tính xác suất để có đúng 3 viên trúng bia. Câu B. Tìm số viên đạn trúng bia có khả năng cao nhất. Nếu không dùng công thức Fanconi mà chúng ta dùng định lý cộng, định lý nhân thì cũng làm được bài này. Tuy nhiên, lời giải nó rất dài. Việc áp dụng công thức Bernoulli, chúng ta sẽ có lời giải như sau. Là cách trình bày thôi. Còn kết quả thì chúng ta thông qua cái ví dụ đầu tiên của bài này, chúng ta đã biết kết quả là cái gì rồi. Tôi hướng dẫn cách trình bày bài như sau. Khi áp dụng công thức Bernoulli thì chúng ta phải trình bày đầy đủ ba điều kiện của công thức. Chúng ta sẽ viết như sau. Bài toán thỏa mãn lượng đồ Bernoulli với số phép thử độc lập là n bằng 10. Ở đây, việc bắn một viên đạn vào bia là một phép thử. Tất nhiên, chúng ta có thể không cần viết cái câu này. Tuy nhiên, nếu chúng ta viết câu này mà viết sai thì bài toán này là sai. Trong mỗi phép thử ta quan tâm đến hai biến cố. Ở đây bắn đạn vào bia, chúng ta quan tâm hai biến cố là đạn trúng bia và đạn sượt bia. A là biến cố đạn trúng bia và A ngang. Xác suất biến cố A tức là khả năng đạn trúng bia trong một lần bắn theo như đề bài này cho là 0,8. Xác suất biến cố A bằng 0,8 là không đổi trong các phép thử. Người ta cho khả năng lần thứ nhất bắn trúng bia là 0,8 và các lời khác cũng vẫn là 0,8, cho nên kết quả này không đổi. Vì vậy câu A ta có kết quả như sau. Xác suất để có đúng 3 viên đạn trúng bia là P 3:10. 10 lần bắn có 3 viên trúng bia bằng C 3:10 nhân 0,8 mũ 3 nhân 1 trừ 0,8 mũ 10 trừ 3. Đây là số cách phân tích, số cách chọn 3 vị trí trong 10 vị trí để cho kết quả là trúng bia. Và đây là xác suất để 3 vị trí đó có kết quả là trúng bia. Còn đây là xác suất để 7 vị trí còn lại kết quả là trượt bia. Dùng máy tính FX500 chúng ta có thể bấm lèo ra kết quả. Câu B. Giả sử M0 là số viên đạn trúng bia có khả năng cao nhất. Chúng ta áp dụng ngay công thức thôi. Suy âm M0 lớn hơn bằng N cộng 1 nhân P trừ 1 nhỏ hơn bằng N cộng 1 nhân P. Ở đây N là 10. Vì dãy phép thử độc lập đây có 10 phép thử. P là 0,8. Vì khả năng đạn trúng bia trong mỗi lần bắn là 0,8. Thay vào ta có kết quả M0 lớn hơn bằng 10 cộng 1 nhân 0,8 trừ 1 nhỏ hơn bằng 10 cộng 1 nhân 0,8. Chúng ta suy ra M0 lớn hơn bằng 7,8 nhỏ hơn 8,8. Thế suy ra M0 bằng 8. Vậy bắn 10 viên đạn vào bia thì khả năng có 8 viên đạn trúng bia là lớn nhất.